Hoàn thành các tiêu chí đã khó, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí càng khó hơn. Do vậy, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trên cơ sở phân tích những mặt được, mặt hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa đã chủ động xây dựng các giải pháp, quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, trong đó tập trung vào tiêu chí thu nhập. Bởi đây chính là đòn bẩy để duy trì, nâng cao chất lượng nông thôn mới tại địa phương. Là xã thuần nông, thu nhập người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm trước đây, Vinh Quang gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy chính quyền xã Vinh Quang đã xác định phải phát huy tối đa sức mạnh nội lực, lấy dân làm gốc để làm đòn bẩy, hoàn thành tất cả các tiêu chí. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú nhằm giúp người dân hiểu được vai trò vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả đạt được. Xã tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện từng tiêu chí công khai, minh bạch, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở từng thôn, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên. Để mà duy trì được các tiêu chí và nâng cao thì cấp ủy chính quyền thì tập trung. Trước hết là hàng năm thì vẫn phải rà soát lại các cái tiêu chí. Tiêu chí nào mà còn chưa đảm bảo thì tiếp tục là phải xây dựng kế hoạch để nâng cao, đặc biệt là tiêu chí môi trường. Thì xã cũng đã tuyên truyền vận động nhân dân là tập trung cái việc vệ sinh môi trường hàng tháng. Cái nữa là xử lý các cái vỏ thuốc bao bì thực vật tập trung vào kho, rồi thì vẫn tuyên truyền vận động dân là chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Một nội dung nữa trong cái duy trì về nông thôn mới là cái tiêu chí thu nhập là rất là khó. Ngoài cái việc mà chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tập trung vào hiện nay thì đặc biệt là thực hiện cái nghị quyết 10, nghị quyết 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh ấy, thì xã cũng tuyên truyền vận động, đặc biệt là kinh tế trang trại. Xác định nâng cao chất lượng tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới sẽ góp phần tạo đà cho phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cùng với các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Vinh Quang đã triển khai các chương trình sản xuất nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất góp phần quan trọng trong nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn thời gian qua. Tháng 5 vừa qua, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, gia đình bà Nguyễn Thị Thái đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Bao nhiêu năm tích góp đầu tư vào đàn lợn, nay đã trắng tay. Song được sự quan tâm giúp đỡ kịp thời của chính quyền địa phương, bà con lối xóm, gia đình bà Thái đã khắc phục khó khăn, vệ sinh chuồng trại và đổi hướng sang phát triển chăn nuôi gà thịt. Vốn tính cần cù chịu khó, ham học hỏi, nên khi chuyển đổi sang chăn nuôi gà, đàn gà của gia đình bà Thái phát triển rất tốt, thị trường tiêu thụ cũng ổn định. Thiếu vốn để vực lại kinh tế, gia đình bà đã được hỗ trợ 300 triệu đồng từ số lợn bị tiêu hủy. Có thêm nguồn vốn, bà Thái đã bắt tay vào tái đàn lợn. Hiện nay gia đình bà đang duy trì được trên 100 con lợn thịt và hơn 1.000 con gà. Tôi nghĩ là bây giờ mình phải khắc phục để làm các như thế nào để mà vực được kinh tế gia đình lên. Thế tôi mới chuyển sang là bây giờ lợn là chưa được tái đàn. Thế tôi chuyển sang là chăn nuôi con gia cầm. Thế thì lúc đấy là tôi vào con gia cầm thì cũng được trước mắt là vào 1.000, tạm 1.000 con đã. Xong là tầm độ khoảng 3 tháng sau tôi lại phải thêm 1.000 con nữa. Thế thì nếu như mà được mà nó không bị dịch bị giết gì ấy, thì mỗi 1.000 con gà này mình hạch toán chi ly ra thì mình vẫn còn được độ 50-60 triệu 1.000 con. Thế thì bây giờ là hiện tại là gia đình là cố phục hồi kinh tế là được. Bây giờ hiện tại là còn 1.700 con gà nữa, thế lệ được 90 con lợn, cố gắng được thêm được 90 con lợn nữa thì là để cho các con nó có công ăn việc làm, còn để khôi phục, để cố gắng để gỡ được cái kinh tế của gia đình mình nó vượt lên.
trong cái việc là duy trì cái nông thôn mới cũng như là nâng cao cái chất lượng những cái tiêu chí đạt được, trong đó cái vai trò của người nông dân của mình có quan trọng không ạ? Rất quan trọng chứ. Bây giờ mình phải nghĩ ra những cái đổi mới hoặc là những cái tư duy của mình làm như thế nào để có hiệu quả, làm như thế nào để mà mình có thể mang cái kiến thức của mình cho những người kiểu người ta cũng khó khăn quá, người ta không có kiến thức, người ta muốn làm nhưng không có kiến thức được. Mình trao đổi với người ta để người ta làm theo mình, xong là để mà làm sao cho cái thôn mình cho nó được vượt lên, đấy, trội hẳn lên mọi người khác được, đấy. Tôi cũng đi nhiều hộ, cũng bảo là cùng nhau làm, cùng nhau chia sẻ để vươn lên kinh tế. Từ khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, hàng năm xã vẫn tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tập trung vào các tiêu chí hoàn thành nhưng chưa thật sự bền vững. Trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập thời gian qua, xã Vinh Quang đã quy hoạch vùng sản xuất, đưa các loại cây, con giống mới có giá trị cao vào sản xuất tại địa phương. Tập trung phát triển sản xuất thông qua việc cụ thể hóa đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai thực hiện chương trình liên kết 4 nhà để giúp người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tạo mối quan hệ liên kết giữa người sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã với doanh nghiệp, nhưng phải đảm bảo người dân có lãi và ổn định đầu ra cho sản phẩm. Mô hình chăn nuôi thỏ với quy mô lớn 5.000 con của Hợp tác xã Nông Lâm Nghiệp và Dịch vụ Như Ngọc, xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa là mô hình kinh tế tiêu biểu tạo việc làm cho lao động địa phương cũng như mang lại thu nhập cao trên địa bàn xã. Gia đình thấy cái nghề chăn nuôi thỏ thấy nó hợp lý mà nó hiệu quả. Hai nữa là nó an toàn về cái dịch bệnh hơn tất cả các con vật nuôi khác. Ba nữa là cái đầu ra của nó rất là ổn định. Và ngược lại thu nhập thì nó tốt hơn tất cả các loại con vật nuôi khác. Thế thì trong quá trình đó thì tôi cũng đi tìm hiểu rất nhiều các mô hình trang trại thỏ ở các tỉnh thành. Tôi về tôi nghiên cứu, tôi đầu tư vào một cái trang trại thỏ để phát triển kinh tế. Và ngược lại nữa, nhìn thấy nó, cái tiềm năng của cái con thỏ này, nó chuyển vọng lâu dài và bền vững. Tôi khuyến khích một số hộ và các trại vệ tinh phát triển cùng tôi và tôi cung cấp cám, bao tiêu sản phẩm cho các hộ. Để mở rộng quy mô hơn 4.000 con thỏ thịt và 600 con thỏ bố mẹ, Hợp tác xã đã chia ra từng khu vực nuôi riêng biệt, gồm khu nuôi thỏ cái sinh sản và một khu nuôi thỏ con sau khi tách mẹ. Dễ nuôi, lợi nhuận cao, ít dịch bệnh, thị trường tiêu thụ lớn là những lợi thế có thể thấy rõ từ chăn nuôi thỏ so với các ngành nghề khác. Vấn đề phòng bệnh cho đàn thỏ cũng được Hợp tác xã hết sức quan tâm. Để đàn thỏ được khỏe mạnh thì luôn phải chủ động áp dụng quy trình phòng bệnh chặt chẽ. Đàn thỏ giống được tiêm vaccine định kỳ 6 tháng một lần. Thỏ con từ 1,5 tháng tuổi sẽ được tiêm vaccine một lần cho tới khi xuất bán. Với 600 con thỏ bố mẹ, trung bình mỗi năm thỏ đẻ 5 đến 6 lứa, mỗi lứa được từ 6 đến 8 con. Sau 3 tháng nuôi, trọng lượng đạt 2,5 đến 3 kg một con là có thể xuất bán. Đầu ra thuận lợi, thương lái đến tận nơi để thu mua. Để khuyến khích bà con quanh vùng nuôi thỏ, ngoài việc tư vấn kỹ thuật cho người mua, đổi con giống không đạt yêu cầu, Hợp tác xã Như Ngọc còn nhận bao tiêu sản phẩm cho người nuôi mua giống của gia đình. Khi mà Vinh Quang trở thành nông thôn mới, thì riêng cá nhân tôi cảm nhận mọi người dân là đều cố gắng và phát triển, mọi ngành nghề phát triển càng ngày càng mạnh hơn và thu nhập ổn định hơn. Trong đó thì vai trò người nông dân như chúng tôi thì rất quan trọng, làm sao phát triển kinh tế và tìm tòi công ăn việc làm cho gia đình và cho xã hội. Xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, khuyến khích các tổ chức cá nhân hộ gia đình trên địa bàn xã phát triển kinh doanh dịch vụ theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường cũng đang được xã Vinh Quang chú trọng quan tâm thực hiện. Thôn Tiên Hóa 1 là một thôn vốn có nghề tiểu thủ công nghiệp là đan cót.
Trong những năm gần đây, nghề đan cót đã được nhiều người dân trong thôn lựa chọn để làm, nâng cao thu nhập lúc nhàn rỗi. Sản phẩm làm ra được tư thương đến tận nơi đặt mua. Nhờ vậy, người dân cũng có nguồn thu nhập cao từ nghề thủ công này. Kinh tế của người dân được nâng lên, người dân có điều kiện để chung tay xây dựng nông thôn mới. Thôn có hơn 100 hộ dân, nhưng chỉ còn 3 hộ nghèo. Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và chọn hướng đi đúng trong phát triển kinh tế, đời sống của người dân trong thôn đã có nhiều thay đổi, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo. 95% hộ có nhà xây kiên cố, số hộ nghèo của thôn giảm dần theo các năm, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Điện, đường, rồi mọi cái văn hóa, thể thao của thôn thì lúc nào cũng gọi là duy trì được. Bộ mặt nông thôn mới của xã Vinh Quang là thay đổi toàn diện đấy. Năm 2016 thì coi như là xã Vinh Quang đã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt của nông thôn nói chung của xã thì bây giờ đường coi như là đã được nhà nước giải nhựa, đường làng thì coi như đường bê tông hóa hết, đường ngang ngõ xóm và đường điện thắp coi như điện kéo tự kéo coi như đến từng hết cung đường. Vinh Quang giờ đây có sự thay đổi rõ rệt. Những con đường bê tông liên thôn trải dài, đường điện thắp sáng hai bên. 100% các thôn có nhà văn hóa, sân thể thao, không còn nhà tạm, nhà rột nát. Từ nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, xã đã xây dựng được các mô hình phát triển chăn nuôi trồng trọt có hiệu quả như nuôi trâu giống chất lượng cao, chăn nuôi gia cầm, trồng bưởi diễn. Hiện xã Vinh Quang có 12 trang trại được cấp giấy chứng nhận trang trại và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để nâng cao các tiêu chí nông thôn mới thì đặc biệt thu nhập, thì cái vai trò của người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, là cái vai trò quyết định trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Để nâng cao được cái tiêu chí thu nhập thì ngoài cái việc mà thực hiện các cái chủ trương thì đặc biệt là cái vai trò tập huấn để nâng cao cái nhận thức của nhân dân. Thì hàng năm thì đối với xã Vinh Quang thì thực hiện các cái lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đặc biệt là về chăn nuôi gia súc gia cầm. Cái thứ hai là tập huấn về cái kỹ thuật về phòng trừ sâu bệnh đối với các loại cây trồng như là cây mía, cây có múi. Nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và hướng đến hoàn thành các tiêu chí kiểu mẫu, trong thời gian tới, xã Vinh Quang tiếp tục đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa để nâng cao thu nhập cho người dân, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, đoàn thể trong việc tổ chức triển khai thực hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng nông thôn mới nâng cao và phấn đấu là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.